Hi, chào anh em, chào mừng em quay trở lại với Tokyo Camera. Lần trước thì mình đã hướng dẫn anh em cách làm sao để có thể connect kính Oculus Quest 2 với cả điện thoại. Còn hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách để có thể connect kính này với cả máy tính hay là laptop của anh em để có thể truyền dữ liệu qua lại giữa hai thiết bị anh em nhé. Hãy cùng bắt đầu thôi. Đầu tiên sẽ là bước chuẩn bị trước. Anh em hãy chuẩn bị cho mình một sợi cáp USB Type-C và đầu ra sẽ là cái chuẩn mà laptop của anh em đang sử dụng, ví dụ như là Type-A hay là Type-C cũng được, nhưng mà quan trọng là phải có một đầu C để có thể cắm vào cái kính của anh em. Ok, đấy là cái sợi cáp đầu tiên. Tiếp theo chắc chắn rồi, chúng ta sẽ phải có một chiếc laptop hoặc là một chiếc máy tính bàn, đúng nào? Thì mình đã có ở đây là một chiếc laptop đây rồi. Ok, rồi đấy là thiết bị và chắc chắn rồi, chúng ta sẽ cần phải có cả kính ở đây nữa, đúng nào anh em? Đó, như vậy là chúng ta đã có đủ hết cả ba thiết bị rồi. Bây giờ sẽ là tới bước chuẩn bị tiếp theo, đấy chính là anh em hãy tải driver của con kính này về anh em ạ. Lần trước mình cũng đã hướng dẫn qua cho anh em, nhưng mà có thể là đấy là một clip mà hướng dẫn khá là nhiều chi tiết, nhưng nếu mà em không để ý thì anh em sẽ không thực hiện theo được. Thì cái lần này mình sẽ hướng dẫn anh em chi tiết hơn nhé. Đầu tiên anh em hãy vào giúp mình cái đường link Google Drive mình để ở phía bên dưới phần mô tả của video này. Anh em hãy vào trong cái đường link đó và anh em hãy tải cái file đó về giúp mình và hãy thực hiện cài đặt theo những bước như sau. Sau khi mà chúng ta tải về rồi thì nó sẽ có một cái file có tên là Oculus Go ADB Driver 2.0, đúng nào? Anh em click vào đó, nó sẽ sổ ra, anh em vào tận trong cùng đi. Sẽ có phần USB Driver này, đấy, vào trong cùng thì anh em sẽ thấy có một cái file tên là Android Ship-Win-USB, đúng nào? Anh em chuột phải vào đó và anh em chọn ở phần Install giúp mình, đấy, chọn phần Install. Và như vậy là chúng ta đã cài đặt xong rồi. Như vậy là anh em đã có thể cài đặt xong cái driver của cái con kính Oculus này. Lúc này thì rất là đơn giản mà thôi. Anh em cắm cái sợi cáp này vào máy tính, một đầu cắm vào máy tính, ok, và một đầu thì cắm vào con kính này. Rồi bây giờ anh em hãy bật kính lên. Kính nó sẽ hỏi chúng ta là Allow Access to Data, đúng nào? Thì anh em hãy ấn vào giúp mình phần Allow ở bên góc bên phải phía dưới màu xanh đây. Như vậy là xong, như vậy chúng ta đã kết nối được kính với cả máy tính của chúng ta rồi. Rất đơn giản đúng không nào? Và bây giờ thì anh em muốn duyệt file hay là anh em muốn copy dữ liệu cái thứ từ kính này ra máy tính hay là từ máy tính vào con kính này, rất đơn giản. Anh em hãy vào trong máy tính của chúng ta, nó sẽ có ngay một cái ổ có tên là Quest 2 ở đây. Đấy, anh em ấn vào đó là chúng ta đã truy cập được vào cái dữ liệu của em kính này rồi. Lúc này anh em có thể copy những cái file vào trong con kính này rất là dễ dàng, đúng không anh em? Và thế là xong với clip ngắn thôi, đúng không nào? Nhưng mà trong clip tiếp theo đây mình sẽ hướng dẫn cho anh em một cái cách rất là hay. Chúng ta có thể kết hợp sử dụng cái kết nối này để anh em truyền một cái file vào đây, và cái file đấy nó sẽ có một cái tác dụng nó cực kỳ là hay ho anh em ạ. Hẹn anh em trong clip tiếp theo anh em nhé. Đừng quên subscribe và nhấn vào nút chuông để không bỏ lỡ video mới anh em nhé. Còn bây giờ thì bye.